Tin nóng xin biết sáng 20 tháng 5. Dương Dương đè bẹp dàn mỹ nam trên livestream. An Lạc Chuyện tung poster mới. Địch đến Nhật Ba gây hoang mang. Đã khá lâu rồi dàn sao Hoàng Ngữ mới đổ bộ các sự kiện nhiều như trong ngày hôm nay. Liên tiếp những màn livestream của dàn mỹ nam Cbiz đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh đó cả Nhật Ba và Dương Tử đều cùng khoe ảnh mới. Còn loạt phim của Mango TV Joko cũng tung trailer. Hình ảnh mới cứng trong đại hội chiêu thương, hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Tối qua, dàn nam thần gồm La Vân Hy, Hứa Khải, Vương Tuấn Khải, Dương Dương, Bạch Kính Đình cùng đổ bộ livestream. Được khen ngợi nhất có lẽ trạng thái của Dương Dương, Bạch Kính Đình, Hứa Khải. Cả ba đều có được vẻ ngoài điển trai hoàn hảo, cũng có màn giao lưu rất thân thiện với người hâm mộ. Trong khi đó, Vương Tuấn Khải và La Vân Hy lại khiến cộng đồng mạng khá lo lắng. Với hình ảnh do studio đăng tải, cả hai đều rất điển trai. Trong khi ảnh chụp từ livestream lại không quá tốt, đặc biệt La Vân Hy khi anh chàng lại trở về vóc dáng mảnh mai ốm nhom của mình. Dương Tử và Địch Đại Nhật Ba không hẹn mà cùng đăng tải ảnh mới. Dương Tử tuy chỉ ảnh chụp thường ngày nhưng lại rất xinh xắn dễ thương. Có khi những tấm ảnh này còn đẹp hơn cả hình cô nàng đi dự sự kiện ấy chứ. Địch Đại Nhật Ba hôm qua cũng có hình ảnh mới. Thực sự thì rất cần ai đó trao cho cô nàng hướng dẫn sử dụng nhan sắc. Bởi những tấm ảnh tự dìm khiến Nhật Ba trông vô cùng lầy lội. Thậm chí ở một vài tấm hình chúng tôi còn chẳng nhận ra đây là nàng mỹ nữ Tân Cương. Đại hội chiêu thương liên tiếp diễn ra khiến hội mạp phim ngắm poster mới mệt nghỉ. Đáng chú ý nhất là loạt bộ phim của dàn trai xinh kẻ đẹp Cbiz. Đầu tiên phải kể tới Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính. Tạo hình tân nương chiến tuần của cả hai đã lập tức gây bão khi dùng poster. Trong khi đó Trương Dư Hi cũng vô cùng nổi bật với loạt tạo hình cổ trang trong Thiên Thủ Lệnh. Vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp của cô rất phù hợp với vai nữ chủ. Cùng tung trailer, song cả phim của Viên Băng Nghiên và Trương Dư Hi đều nhận được sự chú ý lớn. Joko hôm nay cũng đã tiến hành đại hội chiêu thương, loạt bộ phim đồng loạt tung poster mới đầy tình cảm của các cặp nam nữ chính mừng ngày lễ tình nhân Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là An Lạc Chuyện với hình ảnh tình cảm hiếm hoi của Cung Tuấn và Địch Đệ Nhật Ba. Trường Nguyệt Tuấn Minh cũng có list phim tung poster mới. La Vân Hy và Bạch Lộc đã có khoảnh khắc cực ngọt, suýt chút khóa môi. Bộ phim này An Lạc Chuyện và loạt phim khác cũng đồng loạt tung poster, trailer, ngoại cảnh trong sự kiện quan trọng. Hai bộ phim khác có poster mới là Hộ Tâm và Khu Rừng Nhỏ của hai người. Châu Dã và Hầu Minh Hạo đều có khoảnh khắc san xị mịn và cực tình trong poster mới. Còn Trương Bân Bân và Ngô Thư Hân thì ngọt ngào nhẹ nhàng, mang đến cảm giác đây là một bộ phim chữa lành cực tốt cho mọt phim. Bộ Băng Mỏng hôm qua cũng tung hình ảnh mới của Trần Ngọc Kỳ. Đây là bộ phim dân quốc hiếm hoi của nữ diễn viên. Nhiều người hy vọng với tạo hình mới lạ trong Băng Mỏng, Trần Ngọc Kỳ có thể thoát được cái mác nhạt nhẽo của mình. Một bộ phim khác cũng do Trần Ngọc Kỳ đóng chính, đó là Phù Đồ Duyên hôm nay cũng tung poster mới. Tiếp tục thử sức với phim cổ trang, Trần Ngọc Kỳ vừa làm fan lo lắng lại vừa khiến họ hy vọng rằng cô sẽ bứt phá hơn so với những tác phẩm trước. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.